một lần đóng đinh, xin thầy xóa hết bao tội tình. Hỡi mẹ nhân lành, nguyện xin thương đến lời con kêu khấn từ nơi thế gian buồn nhang. Hỡi mẹ nhân sâu tối thăm, con kêu cầu người thương trông đến. Chúa ơi lắng nghe lời con tin nhắn Chúa thiết tha nài vàng. Những gì đời con lắm phen đã không tròn lời cam kết xưa. Xuân trọn dài đây con tim dương máu tâm thân gầy héo tình con hững hờ con xin dâng lên Chúa khúc ân tình này người thương con đi người ơi thấu chăng nơi Chúa
quên tháng ngày tuổi xuân chót dài. Đây con tim dưa máu, tâm thần gầy héo, tình con hướng hồ. Con xin dâng lên Chúa khúc ân tình này, người thương con đi.
thân thì có kẻ có người tin và có người không tin cả. Những ai tin cả thì phải tin vào Chúa Giêsu là con Thiên Chúa và sống cho việc tin đó. Thank you.
Lạy Cha, con xin phó thác linh hồn trong tay Cha. Lạy Cha, con xin phó thác linh hồn trong tay Ngài. Vì Chúa đã cứu chuộc con, lạy Chúa là đấng tin trung. Lạy Cha, con xin phó thác linh hồn trong tay Cha. Bên người con ơn nắng, an tâm chẳng lo âu, tin rằng trong tay Chúa con đâu phải sợ chi. Lạy Chúa xin cứu thoát con, vì Chúa công chính thủy chung. Lạy Cha, con xin phó thác linh hồn trong tay Cha. Lạy Cha, con xin phó thác linh hồn trong tay Cha. Lạy Cha, con xin phó thác linh hồn trong tay Ngài. Vì Chúa đã cứu chuộc con, lạy Chúa là đấng tin trung. Lạy Cha, con xin phó thác linh hồn trong tay Cha. Con thành biết chế diễu, định thu hạ hệ chiêu, đoa đầy thân cô thế, ai ai cũng cười chê. Dù thế con vẫn trông cậy, vì Chúa Thiên Chúa của con. Lạy Cha, con xin phó thác linh hồn trong tay Cha. Lạy Cha, con xin phó thác linh hồn trong tay Cha. Lạy Cha, con xin phó thác linh hồn trong tay Ngài. Vì Chúa đã cứu chuộc con, lạy Chúa là đấng tin trung. Lạy Cha, con xin phó thác linh hồn trong tay Cha. Như người mang án trên, bạn bè lánh ra xa, xin người thương giải pha âm mưu kẻ thù con. Lạy Chúa xin tỏ nhan người, nhìn đến tôi tớ Chúa đây. Này ai luôn tin kính Chúa, hãy mừng vui hiên ngang. Lạy Cha, con xin phó thác linh hồn trong tay Cha. Lạy Cha, con xin phó thác linh hồn trong tay Ngài. Vì Chúa đã cứu chuộc con, lạy Chúa là đấng tin trung. Lạy Cha, con xin phó thác linh hồn trong tay Cha. Vì Chúa đã cứu chuộc con, lạy Chúa là đấng tin trung. Lạy Cha, con xin phó thác linh hồn trong tay Cha. Maria, 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 Ma
Trời rất cảm động, chọn ca hiến lên tận bệnh viện thăm và làm lễ. Tôi cảm động, hôm nay trong giờ phút đau thương của gia đình, lại được ca cùng đoàn thể giáo dân tổ chức lễ tập thể tại nhà thờ Phương Quốc Trị. Con không biết có gì hơn gửi lời cảm tạ của tất cả anh em cứu em, của tất cả các con các cháu. Lời cảm ơn không chỉ đã hết rồi đối với gia sứ, đã dành hết tình cảm tâm huyết cũng như lễ đến với mẹ con và gia đình. Trong giờ phút đau thương này, con được phép thay mặt các anh con gửi lời cảm tạ sâu sắc nhất đến gia sứ và ông gia sứ luôn luôn mạnh khỏe, phục vụ giáo dân và tốt thôi. Và cũng hôm nay con được phép thay mặt các anh con xin cha cho phép được tập trung bảo vệ con mẹ con từ chiều mai và hồi 5 giờ chiều. Một lần nữa thay mặt tất cả các anh em, các chị, người các cháu và đồng họ, một lần nữa đa tạ cảm ơn cha và các bà sư cũng như tất cả các cô, các ông, các bà đã dành một thời gian cũng như là một tình cảm đặc biệt đối với những đại quan. Một lần nữa con xin cảm ơn cha và tất cả mọi người. Lỗi
Chúa thương con đến Ngài gọi về với Ngài thôi. Thân con là bụi đất, là bụi đất, nay con trở về, về bụi cho. Chúa thương con nên Ngài tạo tâm, vì Chúa thương con nên Ngài gọi về với Ngài thôi. Vì Chúa thương con nên Ngài tạo tâm, vì Chúa thương con nên Ngài gọi về với Ngài thôi. Vì Chúa thương con nên Ngài tạo tâm, vì Chúa thương con nên Ngài gọi về với Ngài thôi. Vì Chúa thương con nên Ngài tạo tâm, vì Chúa thương con nên Ngài gọi về. Mẹ ơi hãy đoái thương.
biết kêu xin mẹ đoái thương. Diều về nơi thiên tòa cao sáng, cùng mẹ hoan ca tình yêu Chúa đến muôn muôn đời. Từ vực sâu tiếng khóc than còn vọng ngân, với tháng năm u hoài đơn đau. Mẹ mẹ ơi hãy đoái thương, lòng từ bi hãy chiếu soi hết mọi linh hồn. Từ vực sâu tiếng khóc than còn vọng Amen. Lạy Chúa, xin ban cho linh
loài bò sao kêu lên Chúa. Trong giờ phút đau thương này, anh em chúng tôi, chị em chúng tôi, các chị ở Hà Nội cũng thế, con cháu cụ Hà Nội hôm nay về rất đông đủ. Trong cái giờ phút đau thương này, thay mặt dòng tộc, anh em, con cháu, một lần nữa tôi xin đa tạ cảm ơn tâm lòng của tất cả các cụ, các bà, không có cái lại. Nhà tôi, đất tổ, anh em chúng tôi, tiếng nhà tôi, thường nhà mình, nếu thiếu ở xung quanh, quý thầy cần phép, xin đa tạ cảm ơn, tôi rất cảm ơn, tất cả mọi người, tất cả mọi người, tất cả mọi người, anh em của tôi, xin các tổ chức hai bên nhỏ, hai bên xong, một lần nữa xin đa tạ cảm ơn. Nóng thơm như hoa kia.
về nghỉ yên muôn đời. Ôi trời xin đưa tôi muôn tình yêu suốt đời con ngóng đợi.
đi, ai nào có nhớ trăm năm như cánh vạc bay, có ai mong chờ hẹn người mai sau trên cõi trường sinh. Tình yêu đời mới ngát hương dịu vời, chẳng còn tiếng khóc, chẳng còn đơn côi. Xin cho con dừng chân, cho con dừng chân, coi thiên đường suốt đời